Cái pháp y này nó hơi khó một chút xíu, thành ra là cái chỗ nào mà thi là mình nói luôn các bạn luôn à ha, thi chỗ nào mình nói luôn, thành ra các bạn theo dõi rồi cái chỗ nào mà mình thi mình tô vô mình thi ha. Thì như vậy là mình có 8 bài nhưng mà mình học 7 bài, học 7 bài thôi. Cái bài bữa nay mình học cái bài giới thiệu, mai mình học cái bài tử thi, mốt mình học cái bữa nào mình bữa bữa tiếp theo là mình học bài thương tích, bữa tiếp theo là mình học về cái bài ngạt, tiếp theo nữa là mình học cái bài tai nạn giao thông, điện và độc chất nữa ha. Riêng cái bài số 8 là cái bài tình dục này nó quá khó, quá nhạy cảm, thành ra mình không có dạy cái bài này, cái bài này mình tự học hết các bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn có cái lọt cái câu hỏi vô trong đây ha, thành ra là các bạn là tự coi cái bài này thì gửi bài luôn cho các bạn coi ha. Ít khi cho thi lắm nhưng mà trong cái nguồn ngân hàng thì lâu lâu xui nó cũng lọt vô ha. Rút kinh nghiệm là có những đợt mà mình giới hạn rồi này nọ mình nó không không có cho thi, lỡ mà nó lọt vô một cái sinh viên họ phiền lắm, họ nói mình đã hứa không cho thi rồi mình cho, nhưng thực ra thì thỉnh thoảng nó sẽ lọt trong cái cộng đề nó lọt vô hay các bạn. Như vậy là mình học 7 bài, mỗi một buổi mình sẽ có một cái khoảng thời gian để mình coi hình hay các bạn, có cái hình 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 của các phần của mình học ha, thay vì mình thực tập mình không thực tập mình coi hình thôi. Những cái phần hình thì mình không có chuyển hình cho các bạn mà chỉ xem thôi, tại vì trong trong cái thời buổi mà Covid này ha, hình của mình xác chết không à, vì một lý do nào đó mà chia sẻ này nọ rồi comment cái là có chuyện liền ha. Thành ra là khi nào mà bạn nào mà về sau này học lên chuyên nghiệp lên pro thì cần tài liệu mình sẽ chuyển cho các bạn nguyên cái tài liệu gốc của nó luôn ha, như vậy là sẽ an toàn hơn hết các bạn. Cái bạn nào mà mình coi hình mà mình thấy nó nặng đô á, nó có cái dấu hiệu căng thẳng quá thì mình có thể mình ốp mình tắt ha, không không sao hết hết các bạn. Mình học hết mấy bài này mình sẽ có một cái cột điểm giữa kỳ online, điểm điểm thường xuyên online, cái cột đó mình sẽ cho thi là 25 câu trắc nghiệm, 5 câu hình, 5 câu hình nó sẽ nằm trong rải rác trong mấy cái bài này ha, nó nằm rải rác trong các cái bài này, nằm rải rác ha. Rồi như vậy là bữa nay mình giới thiệu cái môn pháp y đây, bữa nay giới thiệu môn pháp y đóng này lễ, giới thiệu môn pháp y nằm đây luôn rồi, nó nằm sẵn trong của lớp trưởng luôn, mở lên luôn quá sướng ha. À, môn pháp y mình bắt đầu hả lớp trưởng, Dạ. ngủ chưa, buồn ngủ chưa à. Ngày, bữa 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 khác mình coi xác chết, mình coi chút xíu là mình thấy nó tỉnh lại liền. Môn pháp y này người ta nói cái nó là một cái chủ đề hấp dẫn các bạn à. Nó là cái chủ đề hấp dẫn, nó liên quan tới rất là nhiều cái phim tiểu thuyết à, truyền hình rất là hay à. Thực tế cái công việc trong lớp mình không biết có người nào đi cái pháp y chuyên nghiệp này không, chứ còn cái công việc thực tế của nó thì nó không có hấp dẫn như là trong phim các bạn. Mình thấy có rất là nhiều phim hay nói về pháp y bằng chứng thép, các cái phim hình sự rồi dính hết vô chỗ này ha, các cái phim hình sự mà nếu mà có chết người là nó có vô cái chỗ này à, coi căng thẳng luôn, đổ mồ hôi luôn, rất là hay. Cái từ pháp y ha các bạn, cái chữ forensic này là từ Latin, tiếng Latin à, forensic này, khi các bạn nhìn thấy cái chữ này có nghĩa là nó vô cái lĩnh vực chuyên nghiệp rồi à, nó không có mà phải là legal medicine gì cả à, vô chữ này thì cái chữ này ở cái thời cổ nó có nghĩa là trước trước tòa hay là trước trước một cái diễn đàn à, một cái người nào mà có tội thế là người ta lôi ra giữa đám đông vậy à, người ta xét xử à, thằng nào cải tốt thì thoát, còn không cải tốt thì lên đường à. Cái pháp y à,
thì người ta thấy là nó là một cái lĩnh vực y học ha, và cái lĩnh vực pháp lý nó kết hợp với một cái quy trình thì nó sẽ thành một cái gọi là cái quy trình tố tụng ha. Thì trong đó có cái giám định này à, là rất là quan trọng à, à, thì người ta nói là cái pháp y mà nếu mà mình nghĩ theo cái nghĩa rộng thì nó vô cùng luôn ha. Thì thông thường người ta nói một một bác sĩ hay một chuyên gia thì người ta chỉ tập trung đi một một mảng, một lĩnh vực thôi, không có thể nào mà mình học được nhiều à, mình gì mình cũng biết hết ha. Thì các cái lĩnh vực mà liên quan tới pháp y này thì các bác sĩ mình đó các bạn, bác sĩ mình mà học ra mà đi pháp y thì mình sẽ tham gia chủ yếu vô cái khám nghiệm tử thi à, à. Khi mình coi các cái phim mình thấy là thông thường đó các bạn, để người ta dính vô cái tử thi này nè, người ta hay tới tham gia hiện trường ha. Ngoài ra người ta thấy bác sĩ pháp y này nè, nó còn dính vô cái này nữa các bạn, giữ cái phiên tòa ha. Thành ra khi mà mình làm một cái giám định pháp y, mình sẽ có một cái biên bản, trên cái biên bản nó có rất là nhiều cái thông tin và cái kết luận của mình, đôi khi mình cũng phải ra tòa để mình bảo vệ cái thông tin của mình, để những cái mà mình ghi trong đó ha. Bất kỳ cái nào mà nó sai sót gì gì cái yếu kém chuyên môn hay là gì một cái lý do nào khác ha, thì cái tội của thằng này nó nặng nặng vô cùng luôn ha. Nên đây là một cái lĩnh vực nói chung là nó có cái áp lực hẳn hoi ha. Như vậy là bác sĩ giải phẫu bệnh hay bác sĩ học ra mà muốn đi pháp y thì mình sẽ đi, sẽ học, sẽ được đào tạo và cuối cùng mình phụ trách cái mảng giám định ha. Một số cái lĩnh vực khác các bạn, lĩnh vực khác một số cái chuyên gia mà người ta đào tạo chuyên nghiệp thì ở mình chưa có hết các bạn, chưa có những cái tên này. Ví dụ như forensic nurse thì cái này mình chưa có, hoặc là cái clinical forensic practitioner này cũng chưa có ha. Cái nha khoa pháp y cũng chưa có. Ở mình có cái tâm thần học pháp y nha, cái này mình có ha. Mình đào tạo tâm thần học pháp y, mình ra viện pháp y trung ương hay viện tâm thần học đó mình đào tạo ha. Thì ở ngoài kia thì người ta có nhiều cái hay hơn nhiều. Các bạn lớp trưởng có coi báo về cái vụ mà viện tâm thần học trung ương không, lớp trưởng lớp C, Dạ không, chưa chưa kìa. khoa khoa phải không, khoa phải không? Dạ chưa chưa có coi đó. Cái lĩnh vực này các bạn nói vô cùng nhạy cảm luôn. Người ta thấy cái gì, cái viện viện gì viện tâm thần học trung ương ha, nó chuyên gia đào tạo cái nhóm mà tâm thần học pháp y này ha. Và mình thấy cái bê bối mà dữ dội nhất là nó cũng rơi vô cái ngay cái ổ này. Vô ngay cái ổ này không ha. Không không ký hồ sơ cho cái một cái tên phạm tội tâm thần thoát chết thì cũng mua bán ma túy gì đâu đó ha, rất là nhạy cảm, chỗ này nhạy cảm ha. Cái nha khoa pháp y của mình cũng chưa có đào tạo nổi cái này ha các bạn, nha khoa pháp y ha. Hồi xưa nó có một cái vụ các bạn, năm thế kỷ thứ 18 nó có một cái vụ một cái người phụ nữ chết ha, treo cổ lên ha. Người ta thấy xung quanh cái vú của cái người đó có cái dấu găng ha. Cái dấu găng, thế là người ta mời nha khoa tới tính toán rồi này nữa, cuối cùng mới xét xử ha, lôi găng nào mà có cái găng hở cỡ nào, găng kích cỡ làm sao đó ha. Về sau này người ta đi chuyên cái này rất là nhiều thứ trong đây các bạn, những cái tử thi phân hủy, những cái về nhân chủng học rồi nó liên quan tới cái răng này ha. Đặc biệt là những cái cấy ghép ha các bạn, cấy ghép nó phải đăng ký ha, trên cái răng nó có mã số, có đầy đủ hết trơn ha. Vì bất kỳ cứ cái lý do gì thì người ta cái thằng nha khoa này nó sẽ lôi đầu ra ha, rất là hay. Các chuyên gia lâm sàng cũng tham gia vô lĩnh vực này ha, một loạt luôn, nhi khoa ha, về cái nhân chủng học, sản khoa vân vân nha, một loạt tên toàn tiếng tiếng Anh không à, cái đó không. Một cái lĩnh vực mà các chuyên gia pháp y hay làm nữa là giám định à,
cái này chủ yếu trên người sống đó các bạn, giám định này trên người sống. À, như vậy là mình sẽ thấy có hai cái mảng, một cái mảng tử thi ha, một cái mảng là giám định y khoa sức khỏe ha, tâm thần ha, hiếp dâm xâm hại tình dục gì đó. À, thì cái chỗ này nó cũng là một cái mảng rất là lớn trong cái lĩnh vực pháp y. Ngoài ra người ta thấy những cái thành tựu khoa học của cái thế kỷ mình này các bạn, 2021 này, thì các cái lĩnh vực y sinh học, đặc biệt là về cái sinh học phân tử và công nghệ thông tin hay là kỹ thuật số, công nghệ số, nó làm thay đổi cái quy trình, nó làm thay đổi cái các cái khâu hay là cái chuỗi mắt xích trong cái pháp y. Trong cái lịch sử người ta giới thiệu sơ mình cái lịch sử, thì ở cái thời cổ đại nếu mà người ta thấy cái người nào có tội hay là một cái người quan nào đó, người ta lôi ra người ta hỏi và nhân chứng gì đó, những cải được thì thôi thì thoát. Thì càng ngày cái xu hướng một cái xã hội phát triển, một cái xã hội hoàn chỉnh, nó có một cái hệ thống pháp luật tốt, thì người ta thấy là cái chuyện mà xét xử sao cho đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thì trong những cái chuỗi này, nếu nó liên quan tới cái tổn hại về con người hay là liên quan tới xác chết, thì nó dính vô cái pháp y, y pháp học. Thời Hippocrates là người ta thấy trong các cái tài liệu của ổng đã từng có ghi những cái thương tích, những cái ngộ độc trong những cái vụ án. Ở Trung Quốc các bạn, ở Trung Quốc thì người ta thấy là có một cái tài liệu này các bạn, Tỷ Quan Tập Lục ha, cái này là của Tống Từ. Như vậy là mình nếu mà mình coi phim Tàu các bạn, mình coi phim Tàu, phim Trung Quốc, thì cái người mà mình dễ hình dung nhất pháp y là mình dễ hình dung nhất là Công Tôn Sách trong Bao Công. Ông này ông rất là giỏi về các cái lĩnh vực về tử thi, về hung khí, về độc chất, về đủ thứ hết ha, kể cả giang hồ các cứ gì ông rành lắm. Thì trong cái lịch sử Trung Quốc người ta coi ông này Tống Từ là cái người mà đi tiên phong hay là cha đẻ của cái ngành pháp y Trung Quốc ha. Cái này có phim hết các bạn, rất là nhiều phim viết về Tống Từ này ha. Thì trong cái tài liệu này cũng ghi rất là nhiều thứ trong đó các bạn, ghi những cái thương tích, rồi các cái vụ mà giết người, rồi gớt xuống sông, rồi treo cổ, rồi treo xác gì cũng ghi rất là nhiều và rất là nhiều cái có thể nói là cái cách để mà ổng tìm ra tội phạm rất là hay của cái thời đó, Tống Từ. Ở Ai Cập thì mình có một cái đạo luật này các bạn, Hammurabi này ha. Thì cái chỗ này người ta sẽ hỏi mình cái đạo luật này nó từ Ai Cập hay là cái Hy Lạp hay là cái Ấn Độ gì đó ha. Hammurabi Ấn Độ nó cũng có một cái tài liệu này, Manu ha. Các bạn gõ vô trong cái Google nó có cái này ha, viết tùm lum trong đó. Thì trong đó người ta nói nó có cái kiến thức về y khoa dùng cho cái xét xử ha. Hy Lạp cũng vậy hết các bạn. Hy Lạp nó có một cái tài liệu nói về cái nguyên tắc về cái y tế và pháp lý. Thì trong đó nó cũng ghi rất là nhiều thứ trong đây. Đấy, La Mã. La Mã nó cũng có một cái đạo luật này. Nó đề nghị, nó ghi nhận là những cái trường hợp mà tử tù mà mang thai thì làm gì. Tử tù mà bệnh chịu không nổi hình phạt thì làm gì. Đủ thứ như vậy là nó dính dáng vô cái xét xử và cái y khoa bệnh học. Đây chỗ này người ta hỏi, người ta kiểm tra mình chỗ này, lịch sử của cái trường hợp giải phẫu tử thi pháp y đầu tiên trên thế giới ha. Thì ở đây người ta giới thiệu mình một cái nhân vật là Caesar các bạn. Caesar này là được coi như là một trong những cái nhà quân sự chính trị lớn trên thế giới ha,
rất là tài ba. Sau khi ông thành công cái cuộc chiến của ông thành lập lên một cái đế chế La Mã, thì nói tới đế chế La Mã là người ta liên tưởng ngay tới cái đấu trường ha, đấu trường, những cái cuộc đấu với nhau ha. Thì những cái người mà người ta phò Caesar này nè để thành lập cái đế chế, về sau này người ta thấy cái đế chế này nó tàn bạo quá và nó không có hậu, thế là người ta tổ chức, người ta ám sát Caesar. Ám sát Caesar thì cái ông thầy thuốc này, các bạn, Antidius này, ông khám nghiệm tử thi, thì ông thấy là trên người của Caesar này có 23 cái vết đâm, nhưng mà chỉ có một vết duy nhất trên cái xương sườn ha, cái vết này thủng tim chết à. Như vậy là 23 cái vết, nhưng mà cái vết, một vết duy nhất ha, chết thôi. Ở trên thực tế các bạn sẽ thấy có nhiều cái vụ mà đánh nhau nhiều người hết các bạn, nhiều hung khí, cầm đủ thứ, đủ thứ đồ chơi hết chứ à. Nhưng mà cái nếu mà người ta kết luận cái hung khí nào gây chết thì người ta sẽ phải truy cứu người nào cầm cái đó ha, người nào cầm cái đó để người ta quy cái trách nhiệm ha. Cầm cái dao Thái Lan mà ăn một nhát vô ngực ha, người ta kết luận cái đó là gây chết thì coi như cái anh đó anh lãnh đủ ha, đầy đủ luôn. Ở châu Âu hả các bạn, châu Âu nó cũng có một cái luật ha. Ở châu Âu thì người ta thấy là cái nước Đức và nước Ý là hai cái nước mà nó đi rất là sớm ha, nó phát triển về cái hệ thống pháp luật rất là sớm. Thì cái trong đó là người ta thấy cái nguồn gốc của cái chuyên ngành này ha, là nó phát triển ở Đức ha. Vài thế kỷ sau thì nó mới bắt đầu nó được ghi nhận ở Anh ha. Ở thế kỷ thứ 16 thì người ta thấy có một bác sĩ quân đội ha, Paré, ông này ông có nhiều cái thành tựu trong cái y khoa mình lắm ha. Thì ông ghi lại một cái gọi người ta gọi là một cách có hệ thống các cái thông tin, các cái tài liệu mà cái chết do bạo lực ha, bạo lực. À, cuối thế kỷ thứ 18 các cái tác phẩm hay là các cái tài liệu mà viết về cái chủ đề pháp y này bắt đầu xuất hiện. Như vậy là thực tế mà cái châu Âu mà nó phát triển cái môn pháp y này là ở cái thế kỷ thứ 18 ấy các bạn. Thế kỷ thứ 15, 16 là bắt đầu nó có manh nha, nó có những cái vài cái bài viết về cái này thôi, bắt đầu người ta quan tâm à, và cái cách tư duy, cái cách làm việc của người ta nó tương đối là nó có hệ thống. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 18 thì cái lĩnh vực này nó trở thành các cái chuyên luận này, các cái bài mà nói chung là tương đối là nó nhiều và nó thịnh hành. Hai thế kỷ sau thì người ta thấy khoảng năm 1880 thì nó có một cái tài liệu viết bằng tiếng Anh của Hunter ha. Thì cái tài liệu này người ta coi là cái ấn phẩm pháp y đầu tiên của Anh ha, pháp y đầu tiên ha. Ngoài ra người ta thấy là cái ở nước Anh nó bắt đầu nó có một cái lĩnh vực nữa các bạn, một cái lĩnh vực nữa gọi là luật học y tế ha. Cái này không biết ở Việt Nam mình sao tôi nghe sao nó lạ lắm quá trời ha, luật học y tế, cái này nào lạ quá mình lướt qua ha. Tiếp theo là một cái nhân vật ha, viết về cái luật học y tế ha, đầu tiên của Mỹ, giúp pháp y của Mỹ ha, trong cái tác phẩm là năm 1822 ha. Người ta thấy là mặc dù cái thời gian nó qua rất là dài nhưng mà các cái tài liệu của những cái thời đó các bạn, nó vẫn rất là giá trị chỉ cho những cái nghiên cứu tiếp theo. Thế kỷ thứ 18 ha, ở đây các bạn là cái điều tra tội phạm và là một cái thủ tục bắt buộc phải có cái bằng chứng pháp y à, tới thời này là nó bắt đầu nó bắt buộc này à, gọi là cái những cái chứng cứ khách quan à.
nó có những cái ví dụ mà về cái sử dụng cái pháp y ha, pháp y trong cái xét xử, trong cái xét xử ha. Cái anh em ha, nó có một cái vụ ở ở Warwick, cái tên này khó đọc quá, một cái người lao động ở trang trại ha, bị xét xử ha. Người ta thấy một cái cô hầu trẻ, cô gái này chết ở dưới hồ nước ha, và có nhiều cái dấu vết bạo lực ha. Thế là cảnh sát người ta đi tìm manh mối thì người ta thấy cái miếng, có một cái mảnh vải rơi lại ha, và người ta thấy có những cái hạt chấu, hạt lúa chấu, lúa mì gì đó ha. Thế là gần đó người ta thấy một cái người lao động ha, đang làm tuốt lúa mì ha. Thế là người ta kiểm tra trên cơ thể ông này thì nó có một cái, một cái mảnh vải ha, quần áo gì đó mà nó bị rách ha. Thế là người ta lôi ra người ta xét xử ha. Mình nghe rất là bình thường hả các bạn, nhưng ở cái thời đó như vậy là người ta coi như là một trong những cái thành tựu rất là dữ dội ha. Các cái lĩnh vực, các cái lĩnh vực khác của pháp y các bạn ha, thì người ta thấy lĩnh vực độc chất, độc chất, độc chất học ha, một trong những cái lĩnh vực rất là lớn ha. Thì trong đó mình sẽ thấy có một chuyên gia về James Mark. Ông này chuyên gia về cái độc chất, và ông có một cái gọi là master, người ta lấy cái tên ổng luôn. Thì cái phương pháp này là chuyên để tìm cái arsen ha các bạn, tìm cái arsen, tìm cái arsen hay là cái thạch tính trong cái trong cái tử thi ha. Người ta thấy là cái ở châu Âu các bạn, những cái thế kỷ này là cái arsen là một trong những cái mà rất là hay dùng để đầu độc, và trước đó là người ta rất là hay dùng các bạn ha. Nó đặc biệt của nó là nó không không màu, không mùi, chết rất là nhanh ha. Và cái kiểu chết thì nó đơn giản giống như là một cái rối loạn, một cái bệnh bệnh dạ dày ha, rối loạn tiêu hóa chút xíu chết ha. Thì sau khi ông này ông tìm ra một cái phương pháp này các bạn, mass test, thì cái phương pháp này nó tìm ra, thì từ đó về sau cái những cái vụ mà đầu độc bằng arsen nó giảm ha, nó giảm dần xuống, giảm dần xuống. À, người ta vừa sử dụng cái nhân chất học, nhân chất học à, nhân chất học này có một thời gian người ta dùng hết các bạn, vì sao này người ta không dùng cái này, bây giờ người ta bắt đầu người ta quay lại người ta dùng trong một cái gọi là cái công nghệ AI hết các bạn. Tiếp theo là người ta sử dụng vân tay các bạn, vân tay à, trong xét xử thì mấy cái này người ta giới thiệu thôi, giới thiệu cho các bạn thôi, vân tay à. Thì người ta nói cái tỷ lệ mà vân tay trùng với nhau là nó vô cùng thấp luôn à, vô cùng thấp luôn à. Một cái kỹ thuật nữa ha, một cái kỹ thuật kết tủa kháng nguyên kháng thể ha. Thì cái kỹ thuật này người ta cho cái máu, máu người với máu động vật để người ta kiểm tra, thì người ta thấy nó kết tủa ha. Mình bây giờ mình học y khoa mình nghe này nó bình thường quá ha, nhưng ở cái thời đó là ở những cái năm đó thì coi như là nó vô cùng lạ lẫm luôn ha. Đi Li Chích Đi Na, cái này có một cái nhân vật này người ta cũng hỏi thi mình ha các bạn. Sếp Ray, ông này chuyên về cái kỹ thuật DNA ha, ông phát triển về cái công nghệ hay là cái sinh học phân tử ha, thì ông chứng minh là không có nào trùng với cái cái bộ DNA này, không không có ai trùng với ai hết ha. Đầu tiên ông thấy một cái vụ đầu tiên của ông là nó có hai cái phụ nữ khoảng 15 tuổi, 25 gì đó ha, bị hãm hiếp và giết chết ha. Thì người ta tìm được tinh dịch. Thế là cái người đầu tiên người ta tìm ha, tìm thì cái một cái nghi phạm là nó ở gần cái khu vực mà gây án, thì cái anh này ảnh là một cái nghi phạm đầu tiên, và người ta kiểm tra anh này thì đã phát hiện ra là nó không có khớp với cái tình dịch. Thế là anh này ảnh thoát tội, nhưng là ảnh bị cái tội giết cái người khác à, cũng dính vô một cái tội.
Còn một người nữa, còn một cái người nữa thì tìm không ra. Thế cuối cùng ổng mới khoanh vùng, khoanh vùng giống giống như mình khoanh vùng COVID vậy ha. Ông lôi hết nam, nam từ 17 tới 34 tuổi ha, lôi ra kiểm tra lấy tinh dịch ha. Thì cuối cùng có một cái người, một cái người đàn cha Colin Pickford, ông mới nói là bạn ông á, ông đưa cho bạn ông một cái mẫu, một tinh dịch ha. Thì thà ông kia ông xin cho cái ông này ha. Thế là ông vô tình ông đưa ha. Thế là người ta lôi người kia ra, người ta bắt liền thì người ta kiểm tra cái DNA nó khớp ha. Thì là một trong những cái vụ khởi đầu cho cái việc mà sử dụng cái DNA để mà xét xử. Về sau này thì các bạn thấy tất cả các cái phim hiện giờ, phim hình sự hiện giờ ha, thì các bạn thấy là bất kỳ cái mẫu gì mà dính vào một cái là tới nơi liền ha. Mình không biết là mỗi một cái tội, ví dụ như xương, tóc, móng tay hay là cái gì đó nó có khác nhau hay không, nhưng mà chỉ cần mà dính một miếng mẫu thuốc lá, dính một miếng gì đó là người ta có thể tìm ra cái DNA ha. Trong cái lĩnh vực về tiểu thuyết thì người ta thấy là có cái tiểu thuyết trinh thám của Conan Doyle các bạn, ở thế kỷ thứ 19 ha. Ông này ông không chuyên về cái pháp y, mà ông không chuyên về cái không chuyên về pháp lý, mà cũng không chuyên về y khoa, nhưng ông viết sách thì người ta nói là cực hay ha. Có thể nói là đi trước thời đại luôn ha. Các cái chuỗi sự kiện ha, các cái dấu chứng này nọ ông ghi lại rất là hay ha. Thì trong đó người ta thấy ông lưu ý nhất là cái hiện trường và bất kỳ cái manh mối nào, cái gì xuất hiện là đều được thu thập, đều được cân nhắc rất là kỹ ha, để tìm ra thủ phạm ha. Rất là hay. Thì người ta nói không biết lý do làm sao mà ở cái thời đại, thời của ông viết cái cuốn sách này rất là nhiều cái tình tiết, và về sau này người ta mới làm tới ha. Có những cái hư cấu đôi khi có chút tưởng tượng trong đó ha. Ở cuối thế kỷ thứ 19 thì nó xuất hiện thêm một cái ngành nữa về hình sự các bạn, hình sự học. Thì cái này mình cũng lướt qua ha. Ở trong đó có một cái nhân vật nữ, bà này bên chuyên nghiên cứu về cái hiện trường ha. Và người ta nói bà có 20 cái bối cảnh của một cái hiện trường của từng cái vụ án có thật ha. Và người ta thu nhỏ cái mô hình lại ha, chuyên để đào tạo của những cái gọi là những cái người làm điều tra ha, làm điều tra. Và người ta nói không cái này nó không phải là chỉ là những cái chỗ để mà học hỏi nữa, mà nó là trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật rồi ha. Nên là nếu mà mình có điều kiện mà mình đi bảo tàng hay gì đó, mình nhìn cái này coi nó giống cái gì ha. Người ta ca quá trời luôn ha. Người ta nói 18 xong cái số đó là những cái vụ chết mà không có nguyên nhân ha, không có nguyên nhân ha. Và người ta nghiên cứu, người ta giảng dạy như là những cái tác phẩm nghệ thuật. Và người ta nói là bà này có một cái biệt danh gọi là cái gì, Mother of Forensic Science ha, kinh khủng ha. Người ta thấy cái pháp y này các bạn, ở các nước khác nhau thì nó khác nhau. Hiện giờ mình thấy cái thường Âu Mỹ ha, thì nó hơi giống nhau chút xíu. Còn của mình nữa các bạn, mình thì giống tàu với Triều Tiên hơn à, mình cái hệ thống pháp luật mình nó khác với họ. Thì ở cái thế kỷ 20 này thì đặc biệt cái mảng DNA này các bạn à, thì nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Trong đó nó có vấn đề huyết thống à, cha con ha, tự nhiên mình nuôi một đứa nào đó nó lớn lên mình nghi ngờ nó không giống mình lắm, mà con thằng hàng xóm thì nó giống mình, ví dụ như vậy. Thì mình bắt đầu mình nghĩ tới cái vụ này ha, nghĩ tới cái vụ mà mình kiểm tra DNA ha. Cái này mình coi phim Hàn Quốc là mình thấy
thấy hoài luôn hết các bạn. Rồi nó còn còn có thêm cái gian lận, cái kết quả DNA nữa, đủ thứ. À, ngoài ra người ta thấy hiện giờ như với cái công nghệ hiện giờ thì cái hiện trường các bạn, hiện trường ha, nó nhờ cái các cái camera và các cái công nghệ số nó có thể phục hồi cái gọi là cái hiện trường, không có mò mẫm tính toán gì cả. À, cái vai trò của pháp y thì người ta nói cái vai trò cái này là rất là lớn, nhưng đặc biệt người ta thấy là nếu mà mình phát triển cái môn này nè các bạn, cái môn pháp y này mà điều trị hay là tham gia vô các cái trại giam giữ các bạn, các cái thằng tù nhân hay về liên quan tới chăm sóc sức khỏe, liên quan tới bạo hành của tù nhân rồi này nữa, nó làm như mình như nhà tù Mỹ vậy ha. Ở mình chỉ cần bỏ vô tù ngồi bỏ đói là nó chết rồi, không có cần cái gì cả. Thì họ nói là cái mảng pháp y này nè, ngoài cái chuyện mà giám định thương, giám định ra định tử thi, giám định thương tích, giám định mất sức khỏe lao động, tiền hôn nhân vân vân, thì nó còn một cái mảng nữa cũng hay ho, nó nói là cái mảng mà đi mà mình coi mình chăm sóc cái tù nhân những người ở trong tù về thức chế độ ăn uống, về bệnh tật, về cái ngược đãi của cảnh sát hay không, đó nó cũng cũng là một cái mảng mà để mà mình phát triển môn pháp y. Người ta nói cái môn pháp y này nè, nó không có một cái sự đồng thuận ở trên thế giới, nên là mỗi nơi làm kiểu nó không có như các cái chuyên ngành như tim mạch thì khớp, cơ xương khớp này nữa, nó có những cái hội thảo quốc tế, nó có những cái buổi mà gặp mặt ở cái tầm cỡ của các cái quốc gia, thì cái môn pháp y này ít khi hoặc là không bao giờ thấy cái chuyện mà nó tổ chức một cái hội thảo mà cấp quốc gia cả, thành ra là người ta thấy là nó ở các cái quốc gia khác nhau thì nó có một cái mô hình, một cái kiểu pháp y khác nhau. Đào tạo tài trợ thì nó cũng vậy, nếu mà mình không chơi với ai thì cũng chẳng bao giờ có ai mà cho mình cái gì cả. Thì nói chung cái môn pháp y này các bạn, hiện giờ là Bộ Tư pháp họ họ lo hết, họ tính toán một năm vậy bao nhiêu vụ và bồi thường sao và chi trả cho những cái người làm trong cái các cái chuỗi mắc xích này sao. Nếu mà tình hình tới đây mà nó sau cái mùa Covid này mà nó căng thẳng, nó tăng lên thì có khi là cái tiền để mà chi trả cho cái này nó có khi nó cũng không có còn nhiều. Tương lai thì người ta thấy cái tương lai cái môn pháp y nó tương lai của nó là phát triển ra nhiều cái khía cạnh, đi chuyên sâu. Ở cái Việt Nam mình thì hiện giờ các bạn, nó còn mấy cái slide nữa mà nó nằm bên cái file khác đây. Ở Việt Nam mình hiện giờ các bạn, mình có ba cái tổ chức pháp y. Một cái tổ chức là pháp y dân sự, nó thuộc Bộ Y tế. Cái pháp y bộ đội, nó thuộc Bộ Quốc phòng. Cái pháp y của công an thì nó thuộc Bộ Công an. Nó ba cái tổ chức. Riêng cái tổ chức pháp y quân đội thì ít khi nào mà mình có giao lưu với họ lắm. Họ cũng giao lưu với mình. Thì còn lại là còn hai tổ chức các bạn thấy ở các tỉnh, ví dụ như ở Cần Thơ này thì mình có trung tâm pháp y của thành phố Cần Thơ, nó sẽ trực thuộc Sở Y tế, và cái phòng kỹ thuật hình sự thì nó thuộc cái của cái công an, của cảnh sát điều tra của thành phố. Như vậy là hai cái mảng đó mình sẽ thấy là thỉnh thoảng bác sĩ pháp y mặc đồ công an chùm áo blue vô mổ, thỉnh thoảng mình gặp bác sĩ pháp y mà nó chuyên y tế của mình mổ. Thì có một thời gian người ta muốn thống nhất hai cái tổ chức này lại thời của Nguyễn Sinh Hùng đó, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa có thống nhất được. Hiện giờ là hai cái tổ chức, và người ta nói cái lý do là cái bên y tế thì họ nói cái chuyên môn họ ngon hơn. Còn bên công an thì họ nói là cái tác phong với cách làm, hay là cái công an họ làm họ phục vụ rất là tốt, làm rất là nhanh. Thành ra là hiện giờ mình có hai cái tổ chức.
Vậy hết các bạn, bữa nay mình học nhiều hơn các bạn. Bữa nay mình giới thiệu cái môn pháp y thôi. Ngày mai để coi. Ngày mai giờ này mà 1:30 mình học được không lớp trưởng? Dạ để em coi lịch như chiều mai lớp em có tiết hay gì á. Rồi rồi nhiều không không. Alo. Ôi coi tiết 3 tiết 4 được không? Buổi sáng tiết 3 tiết 4 đi. 9 giờ đi. Dạ được rồi. Ha, 9 giờ chốt rồi. Alo. Rồi có gì nếu mà có cancel gì thì báo thầy ha. Không có gì ha. Tại vì mình học mình tăng cường mình học nhanh đi chứ cũng không có gì. Ngày mai mình học về tử thi. Mình bắt đầu mình quen với xác chết rồi ha. Rồi vậy ha.